không gian ẩm thực sông nước từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 2024. Alo, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là tối Chủ nhật 2 tháng 6 năm 2024 nha. Sau lưng nick đó là khu vực ẩm thực của lễ hội sông nước mà cách đây 2 ngày nick đã quay một cái chương trình diễn ra rất là đặc sắc ở bên khu vực quận 4 luôn. Sân khấu hoành tráng và đã up lên cho mọi người xem rồi. Kèm theo đó là lễ hội ẩm thực cũng có khu vực này trên đường Lê Lợi nè. Hôm nay là đúng cái rảnh ra khu vực này để quay cho bác chị mà các bạn cùng xem. Có nghĩa là lễ hội liên tục sẽ không có ai đến dự ở khu ẩm thực này, nhưng mà thật là bất ngờ, tối hôm nay đêm cuối của khu vực ẩm thực trong chương trình lễ hội sông nước á, nick vừa tới phía ngoài thôi đã thấy đông nghẹt luôn. Bây giờ mời cô bác chị và các bạn cùng vào trong trải nghiệm khu vực ẩm thực của lễ hội sông nước kỳ này năm 2024 nhé nha. Chúng ta cùng đi vào trong thôi. Không gian ẩm thực sông nước từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 2024. Lễ hội ẩm thực thì kéo dài tới ngày 9 tháng 6, nhưng mà không gian ẩm thực này thì chỉ có 3 ngày thôi, và một đoạn của khu vực đại lộ Lê Lợi nằm gần với lại chợ Bến Thành. Không biết là có gì hấp dẫn không mà quá trời người kéo ra đi chơi đi ăn. Cứ nghĩ là ẩm thực riết là nhàm chán rồi. Người ta chê không ai muốn vào, thế mà thật bất ngờ luôn đó. Mà nhiều người nói rằng là không có tiền đâu mà đi ăn, nhưng mà đây nè, ăn đầy ở ngoài đây luôn. Wow, ôi bây giờ là ngọt phía sau luôn. Đồng kinh khủng luôn. Bên đây là bánh dân gian này ngoài này đông người quá trời. Hôm nay bán là đắt như tôm tươi luôn rồi. Bánh bắp, bánh khoai môn, bánh bột bán, bánh bò, sỉ tre, bánh khuẩn hấp, bánh gan, bánh chuối. Ôi nè, nhiều bánh lạ quá chứ nó nè. Ôi nhớ rồi, kiểu này là không có chen lọt luôn á. Của nghệ nhân Huỳnh Ngọc Lan. Còn bên đây là bánh dân gian này. Mấy cái loại này bây giờ hay làm lắm. Mấy cái bánh ú, bánh vét này là mấy cái đòn nhỏ nhỏ. Bánh dừa nữa. Dễ thương quá chừng luôn nè. Đây, bánh tét nhưng mỡ nè, đậu xanh nè, trời. Trời ơi, ngồi ăn đầy ở đây, không gian là chật luôn, không có chỗ trống luôn. Và đây là bánh mì nướng. Cái này là ớt sa tế hả em? Dạ, muối ớt sa tế. Muối ớt sa tế, ok. Wow.
Còn full topping là 30.000. Nướng xong rồi sắt rồi có mayonnaise rồi topping lên nhiều thứ, là có trà bông rồi có chả đậu phộng rồi có hành phi. Wow. Các loại thức uống ở bên đây, cái gì chè, chè các loại, trời ơi, chè đậu trắng, chè khoai môn, chè bắp, chè dừa, chè hầm bà lăng, chè đậu ngũ, chè trôi nước, chè bột bán, chè bà ba, bánh lọt, mít, rồi nhiều thứ khác nữa. Oh, đậu xanh, rồi đằng kia là củ năng, rồi sen nè, rồi cái gì cốc ta, cái gì rong biển, rồi táo đỏ. Dạ rồi. Cái chỗ nào cũng đông mà lần này cái này hấp dẫn quá trời nè. Chè bưởi ngũ sắc 25.000 thôi, cái hình này hấp dẫn thiệt. Chè Thái 35.000, chè bưởi sầu riêng 35.000, xăm mỗi lượng 30.000, chè đậu hợp cẩm 25.000, tàu hũ trứng trân châu đường đen 30.000. Wow. Rồi tới món ốc nè, ghẹ nè, rồi các loại món nướng. Món ốc bu và bóc khói, bắp u nhồi, ốc bu nhồi thịt. Ồ. Rồi tới chỗ này đang làm món gì đây? Nóng quá mở không được rồi nó bị dính luôn. Ồ, bánh kho. Bánh gọt kìa, trời hấp dẫn thiệt. Wow, quá vui, quá đông luôn, quá tải luôn. Ê, nó chỉ mới đi bên này thôi, chưa dám qua bên kia đó. Ê. Đổi gì cũng sạch hết rồi nè. Rồi, mực nướng, bạch tuộc nướng, trứng non, ba khía, gọi đủ ba khía. Wow. Làm không kịp luôn. Bánh mì, ba tê, trứng, bánh cuốn, cao bằng 4 rồi. Cái này là cái gì? Gắp chả giò. Mà hơi lạ nha. Cái này là chà dâu Hà Nội.
À, cái này là chả giò Hà Nội. Giống như kiểu nem muông á. Anh muốn ăn không cũng được mà ăn với bún. Oh. Nếu mà ăn với bún á thì là một phần như vậy, hai cái cuốn là 50.000, còn nếu mà ăn không thì 20.000 một cái. 20.000 một cái. À, cho thử một cái này đi, chả giò Hà Nội á. Kiểu hồi nãy nó là kiểu Hà Nội ha. Cái thấy cái vỏ phía ngoài màu vàng đó là nó cái bánh chén á, bánh chén nó có là này á. Hoa nghệ biết hả? À. Hay là lạ. Ồ, nóng quá trời luôn. Gần sân khấu bây giờ nhạc y đùng quá, quá ồn luôn rồi. Không anh không qua để khỏi ngồi đi. Đây có cái bánh tráng lớp ngoài nó có hoa nghệ nên màu vàng rất là đẹp. Thấy bên trong giống như có nấm mèo, thịt bằm rồi có cà rốt, đủ thứ. Bây giờ thử đi, cái này lạ. Nóng quá thiệt, mày chết chảo xuống rồi, đúng là quá nóng. Rồi bây giờ đỡ rồi. Đúng là lâu lâu ăn cái lạ thấy nó thú vị lắm rồi. Kiểu miền Nam quen rồi, rất là ngon, nhưng mà ăn cái này lạ nè. Người ta có thể ăn với là bún, nếu cho muốn ăn không thử rồi. Ăn hồi, hết nóng rồi mới thấy ngon rồi. Thật sự là cái này ngon, vừa nóng mà vừa lấy xuống. Trong đây có nhiều nhân, có nhiều rau củ á, cái đã lắm. Em cái nước chấm nữa, cái nước chấm là làm cũng vừa ăn dễ chịu. Rồi bây giờ qua gần sân khấu rồi, ồn lớn nhạc, đang nhạc bolero. Wow, trời đông. Bolero, nhiều người cũng thích nghe. Thích thì nhất quảng cáo mấy này. Ồ, cái này là bố miễn phí, cái thoải mái lên thôi. Bye.
bánh xèo hấp dẫn quá, còn xếp hàng rồi, xếp hàng dài để mua bánh xèo, coi làm không kịp luôn rồi. Wow, cái này bự không nha. Liên tục là không kịp luôn. Thịt, tôm, rồi tí nữa mới cho giá vô sau, giờ đổ bột vô. Rồi đứng nhìn là mà nó chảy nước miếng luôn rồi. Giận quá, bây giờ mình đứng xếp hàng chết thiệt, chắc là kiếm chỗ khác. Wow, biểu diễn là hấp dẫn thiệt, là hấp dẫn. Chịu không nổi luôn rồi, chảy nước miếng quá trời rồi. Đây là khu vực chay, đồ chay cũng ngẹt người mua ăn. Đồ chay gì cũng bán sạch sành sanh á. Tteokbokki Hàn Quốc bán kèm đủ thứ á, mà bánh lọt hết rồi. À còn cái này, đây có hạt é, còn cái này bún chả cá cũng gần hết luôn rồi. Trời, ở đây có quầy ngân hàng Nam Á. Rồi đây là trà, trà Việt, Việt trà thức. Wow, quá đẹp quá vậy ta, rất lịch sự luôn, rất là hay, không gian này rất là hay. Trời ơi, thịt nướng, gà nướng, heo nướng. Ơi kìa, đua nhau mà mua luôn. Cái này là tiệm ẩm thực Hương Sắc Phương Nam của Đầm Sen. Cái này là Thanh Hằng bánh dân gian. Rồi bán cũng gần hết luôn rồi. Chỗ này là nếu phải kiếm gì ăn đi thôi là lát hết rồi không kịp ăn luôn á.
đây là quầy ẩm thực Thiên Di. Bên đây có điểm sắm nữa. Trời, đi thấy mấy tủ đồ ăn gần hết rồi. Phở Việt Nam, phở ở đây có phở Michelin chọn năm 2023. Thôi để coi phở này à. Nước lèo nóng quá trời luôn, khói bốc lên. Tám chục ngàn, bảy chục ngàn. Cái này chắc là phở kiểu Bắc nè, không có rau giá đó. Quá trời quá đất, ăn chơi sớm vào Sài Gòn kinh khổ luôn, đông ngang kinh khổ. Nhạc thì hay, ăn thì vui vẻ cùng gia đình mong mà. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa vang câu hát, huyền dẫn tình đắm say nhạc lâng lâng lòng lại nghe xa xuyên, ta say cùng anh trăng cùng buồn sao gặp lại trên trời cao sao hồng hay sáng soi tình ta, anh nhớ một sớm nào mình bên nhau chiều hòa vui pháo tươi. Chỗ này bánh tráng nướng, wow, có vẻ cũng hấp dẫn, thấy mọi người bu quanh rất là đông. Rồi nhiều món khác nữa, tteokbokki rồi món các thức uống nữa. Rồi bếp làm thấy hấp dẫn quá mà. Chỗ này nướng là bây giờ nướng cũng hấp dẫn quá, đằng kia thấy nướng rồi, bên đây nướng nữa. Mực, một con mực có xả trong đó. Tôm nữa kìa đằng kia. À. Ai, bây giờ chắc là phải order thôi, kêu một con mực này ăn nha.
nguyên con bự này là 120, có rau luôn đó. Hải sản thì không có rẻ rồi. Thơm quá, gì thơm. Cái này là tươi nha, không phải là đồ cũ đâu, ăn ok là ngon. Cao tưởng là nhỏ chứ nhiều lắm rồi, một con bự lắm. Cái thịt nó rất là dày, trắng nè. Chấm vô cái muối tiêu ớt xanh, à nước chấm ớt xanh nè. Ngon quá trời ngon. Thêm một lon bia nữa, hết sảy còn vẫy luôn á. Thao pin, tất cả là tại thao pin. Đúng là hội chợ lần này người ta đi đông, là có lẽ là đa số những cái chỗ làm có uy tín và ngon, cho nên là khách đùm được đông, ngày cuối mà đông quá trời đông luôn. Mực xong rồi lấy qua đây ăn chè. Cho một cái chè đậu thập cẩm nha. Gần 9 giờ vẫn còn đông quá trời luôn. Cái này là chè ở đâu vậy? Vĩnh Long hả vậy? Dạ, tên Vĩnh Long nhưng mà là tụi em có 9 chi nhánh ở thành phố. Ôi dạ. Rồi, ok, cảm ơn. Ngồi đi đỡ luôn đi. Đá màu chè đủ màu phía dưới nè, xanh đỏ đen thì thập cẩm đậu. Có đậu phộng nữa. Rồi cái này giống như hộp lựu vậy đó, đỏ đỏ nè. Bánh lọt. Đậu đen nữa. Đá lạnh, đậu hòa vô, béo béo, thêm đậu phộng nó bùi, thêm nước cốt dừa nó béo, thơm, hết sảy. Cái đồ ngọt vừa phải, không quá ngọt ngắt, không có đậu ngự nữa nè. Mắp lên phía dưới có đậu xanh nữa, cũng nhiều loại đậu quá chừng luôn. Giống miên, giống miên à. Chúng ta lần này hội chợ này, khu ẩm đợt này chất lượng mọi người. Hết sảy nha. Ai mời cả nhà. Bây giờ ăn hết ly chè thấy ngon quá, mà lấy quán để chè bưởi nên là order thêm ly chè bưởi. Có ăn xong luôn hả? Ok, cảm ơn chị. Chị chị ngồi xuống luôn, hỏi thăm tí xíu. Cái để chè bưởi Vĩnh Long nè. Nhưng mà nãy chị nói là cũng có gì chi nhánh Sài Gòn không? Bạn biết chi nhánh này không? Dạ đúng rồi dạ mày. Ở Sài Gòn đó là em có 6, 7, 9
Bình Dương cũng có luôn. Wow, ở đây là mấy cái này là ở Sài Gòn hả? Dạ, ở Sài Gòn. Để coi, 414 Trường Sa, phường 2, Phú Nhuận. Dạ. 191 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Dạ. Rồi, Điện Biên Phủ nữa. Dạ, 187 Điện Biên Phủ. Rồi 55 Hậu Giang. Hậu Giang quận 6 hả? Dạ, quận 6. Rồi 418 Liên Sĩ, với lại 220 Tuấn Thành, quận 10 luôn. Đó. Cái quận Thống Nhất rồi giáp. À, mình cũng bán đủ hết rồi chè vậy đó hả? Dạ. Mà cái chè bưởi là đặc trưng. Dạ, trời, nãy giờ không biết, bây giờ mới kêu ăn cái chè bưởi này. Phải anh ăn đi chè gì? Phải là chè đậu hộp cẩm. Dạ. Cũng ngon quá chè, bây giờ mới kêu thêm cái thấy chè bưởi, kêu thêm một chè bưởi. Ở đây anh biết không, nước cốt dừa là em mua từ trái dừa ở mua dừa về em tự ép luôn. Còn nước em nấu là đường bằng đường phèn. Còn bưởi là em mua nguyên dừa bưởi về là em làm. Bưởi này là mình làm bằng cùi bưởi anh. Cùi bưởi hả? Dạ, dạ. Wow. Bây giờ để thử coi. Ủa, có lẩm hương vị bưởi, có sầu riêng nữa. Dạ, có sầu riêng. Bữa này là bưởi sầu riêng. Có bưởi sầu riêng vô luôn. Dạ. Nhưng mà cái bưởi đó là mình để nguyên nguyên bưởi. Mình lấy cái cùi bưởi cái vỏ xanh á anh. Rồi mình có lấy cái vỏ trắng ở giữa. Nhiều hơn nữa. Dạ. Và cố gắng giữ cái này nè, cái bưởi, cái truyền thống mà như chị nói là nghe hấp dẫn, rất hấp dẫn. Dạ. Rất hấp dẫn. Thì tận dụng được hết mọi cái từ bưởi mình có mà phải tận dụng nó làm. Dạ. Ngoài chè và nhiều thứ khác người ta đã chế biến rồi thì dạ, cái món này cũng hấp dẫn quá nè. Món này làm hơi cực. Thôi vậy hả? Cực lắm cho nên ít có ai, ít có quán chè nào mà làm. Ồ, như thôi mình ráng đi, đã phát triển được rồi, cố giữ nó nha. Dạ. Rất là hay luôn á. Dạ. À, cảm ơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Trời ơi, lần này ăn cái chè bưởi này trước giờ nó nghĩ là người ta bỏ cái ruột bưởi vô thôi, ai ngờ đâu là cái này là cái cùi ở trong cái vỏ đó, tận dụng nó làm mà ăn cũng ngon nha, dai dai sực sực, chế biến rồi không có đắng nữa. Cái này có thêm sầu riêng nữa, có đậu xanh trong đó nữa. Có mấy cái sợi bưởi nè. Ngon quá. Bây giờ biết thêm nhiều địa chỉ mình mới là
chua. Cái này yêu bịch 3 bịch 10 ngàn. Wow, cái này giống là nhỏ được ăn nè. Chào cô. Yeah, trời, để con coi tí xíu nha. Cái này là hình như là cô được phép bán ở đây không hay là bán lại thôi? Theo hội chợ này có người ta xin cho. Vậy hả? Đuổi ra. Cô kia cô mới hỏi. Vậy hả? Hôm qua cô chụp hình hết hộp. À. Thôi lỡ là để chụp hình. Nếu ngoài vô bán được. Dạ. Tại vì đi theo hội chợ lâu lắm rồi. Dạ. Rồi mấy cô kia, cô mấy cô ảnh hình này. Tám hả? Nhà mình ở bên đó. Đó nhà mình Minh ha. À. Giải tỏ gì đó. Bây giờ đang ở quận 8 hả? Dạ. Ở nhà mình có bán không hay là có, mình có. Vẫn làm ở nhà như bán là không có chợ, cái mình đi bán trường học, đi bán chợ đồ cũng lắm. Dạ. Chứ nếu mà lâu lâu có hội chợ mình đợi hội chợ biết nào đâu có. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa đi đủ. Dạ. Đây bán học sinh nó khoái lắm nè. Học sinh cũng được nhưng mà học sinh nó ăn lắm, tại vì cái này nó ăn lâu lắm, chỉ có cha mẹ phụ huynh mua về bỏ tủ lạnh. Đúng rồi, 3 bịch 10 ngàn, bịch có 3 ngàn mấy à? Đúng rồi. Mà mình làm đàng hoàng cho ta ngon, mà mốt ta gặp người ta mua được. Dạ, bây giờ để ăn trước cái, lát mua tiếp ra. Kéo này cắt vô. Dạ. Ăn kiểu nhỏ là cắn cái bít gì. Chứ này giờ tao bán này bán không ngon ta đâu à. Sữa chua kiểu nhà làm nè mọi người, để lạnh đông đá là cứng cái làm, nhưng mà để tí xíu mềm là cắn nó đã. Đúng rồi, chứ mình ăn có người ta thích cứng á, mấy lòng thanh niên á lại bóp cứng với cô mềm với cô. Còn có mình nhiều cô á thì đòi mềm. Dạ. Cái này cái mình bỏ ra nhìn đàn người nào đòi mềm bây giờ mình để ở trên. Nếu mà mềm đừng mềm quá, đó là còn cứng đấy. Dạ. Vậy ăn mới đã là. Dạ. Nếu mà nó cứng hoặc cắn gãy gần rồi lúc đó mới lấy trong tủ đông ra. Ngon quá. Cái này phải mua về bỏ tủ lạnh để dành ăn từ từ mới được. Xin lỗi cô tên gì? Tên Diệu nhưng mà có tên là Diệu Thiện. À Diệu Thiện, cô Diệu Thiện. À cô có theo Phật Diệu Thiện. Dạ. À, 3 bịch 10 ngàn. Cô lấy cho lấy 100 đi là 30 bịch hả? Dạ không, thí dụ ăn như 1 bịch rồi giờ còn 20 bịch. Mà mình tính có 30 thôi, bán này cũng vậy, tự động bớt luôn. Anh làm bớt lấy đúng 30 lấy 100 ngàn á. Vậy lúc đó mình bán như vậy kia mình không chịu. Không sao đâu, giờ biết em mua mà đúng như này thôi mà đâu có. Dạ. Giờ lấy 100 ngàn. 100 ngàn là 93. Mà đây còn nhiều không? Nãy giờ bán được nhiều không? Đó, bán được cái thùng này với thùng đó. Hết một cái xô rồi, còn cái này. Dạ, đây còn nữa. Có còn hả? Đây còn nhiều trong đêm này không biết bán kịp hết không? Thôi, mua 100 ngàn là được rồi. Còn nhiều đêm bán không sao. Một xô này là nhiều lắm hả? Xô này nhiều, xô này tới 100 mấy bịch. Lấy đến 200 đi, 200 ngàn đấy. 200 ngàn luôn. Trời ơi, ủng hộ. Cái này cạo cạo quá. Bán mau hết đi, về lẹ chứ. Lấy 200 ngàn nha. Mọi người ơi, có cái hội chợ này đang đi ngang đây là ủng hộ cho cô Diệu Thiện. Diệu Thiện hả? Diệu Thiện. Dâu kiểu nhà làm. Ăn bịch kiểu hồi nhỏ là rất là ngon rồi. Đi ủng hộ cô đi. Có ăn rồi hả? Phải lấy tiền để gửi cô.
hết một bình rồi, ăn hết một bình gái rồi. Còn một ít nữa thôi, ăn đi nè. Ba bịch 10 ngàn à. Lấy ba bịch. Lấy ba bịch. Ba bịch 10 ngàn. Vô. Ba bịch 10 ngàn. Chế, xin cái đi. Nó sao được rồi, một cái bịch này cũng được mà. Hai cái là. Đâu như này nè, dạ. Nè. Ơi, chút còn số nữa bán hết sớm về sớm nha. Cảm ơn cô. Nên về để tôi lên ăn từ từ. Cái chua này có lên men, ăn tốt cho men tiêu hóa nữa mà. Nó ok rồi, ủng hộ cho cô. Rồi bây giờ có đồ đem về để dành ăn từ từ. Lễ hội sông nước thì còn kéo dài, nhưng mà cái khu ẩm thực này thì hôm nay là đêm cuối cùng rồi, hết ngày Chủ nhật, hết ngày 2 tháng 6 là hết rồi. Không biết là tiếp theo sau đó sẽ còn những chương trình ẩm thực nào nữa hay không, nhưng mà đêm nay là đêm cuối, bùng nổ quá chừng, rất là đông vui luôn, rất là thích. Và cứ nghĩ là không đông mà đông không tưởng luôn mọi người. Video clip chia sẻ quý cô bác anh chị về khu ẩm thực của lễ hội sông nước lần này đến đây thì Nick cũng xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Còn bây giờ thì Nick xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị và các bạn trong những video clip sau nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.